Rồi bây giờ là tới bài ép ngực tạ đơn. Ép ngực tạ đơn với dốc tập nhiều cái phần ngực trên đây nha, bốn hiệp. Rồi hiệp đầu mình mãi vô chơi thôi. Bảy cái rưỡi nha. Xong hiệp 1. Đau quá bị thối. Em ơi, coi chừng em dính trong khung hình đó em ơi. Thôi hai thôi chứ. I see you. Đổi góc khác cho các bạn coi nè ha. Hai mươi ký một bên nhẹ thấy không? Trời ơi con ngực nè. Đó. Ngực đó. Đó. Ngày tập ngực đó. Tập ngực tại nhà đó các bạn. Đó. Ép nè. Đó. Các bạn cứ mua tạ đơn về nhà các bạn tập nha. Rồi. Qua góc khác. Nãy góc này rồi. Dính hả? Không không, ừ dính đấy. Hơi dính đấy. Đẹp nè. Cái nó đẹp không các bạn? Mấy phút rồi? 4 phút. Đổi góc qua đây thì sao nè? Mà nó xấu. Ống này mà.
Rồi thịt ba nha. Tôi còn một hiệp nữa. Tôi sẽ đang đã lên là 22,5 kg. Bảy phút cho bài này là hợp lý. Thôi, lên 22,5 thôi. Wow, mệt quá. Tập cơ ngực đấy. Ôi, ngừng video nha, thở một miếng xong một bài rồi.